Chiều tối qua, thông tin từ đồn biên phòng Vinh Hiền, bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn xã Giang Hải, huyện Phú Lộc vừa có 2 em học sinh lớp 9 bị đuối nước, mất tích khi đi tắm biển. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, có nhóm 8 em học sinh lớp 9 đang theo học tại trường Lâm Mộng Quang, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, rủ nhau đi tắm tại bãi biển thuộc thôn 3, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc. Do sóng lớn đã làm 2 em học sinh bị đuối nước và mất tích. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Vinh Hiền đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ và một phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một học sinh là em Nguyễn Văn Hiền sinh năm 2009 nhưng đã tử vong. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.